Bao tiền bánh mì em ơi? Anh ấy 5.000 một cái nhá. 10.000 hai cái có bán không? Không, em không một cả đâu, đúng 5.000 một cái mới bán. Thôi nhá, thế thì thôi. Anh gì ơi, em bán này. Nằng nhằng quá, bán thì bán luôn đi, lại gọi lại. Ồ, bây giờ anh không có tiền này á? Bây giờ bán cho anh 10 cái 50.000 có bán không? Không, đúng 5.000 một em một cái mới bán, em không mặc cả đâu, em đã bảo rồi. Mang tiếng đi ô tô mặc cả cái bánh mì. Thế thì thôi, anh đi đây. Anh ơi. À, anh xe đỏ ơi. Dê. Em bán này. Bán không? Có, quay lại em bán cho. Thôi, không mua được đâu.